Vào khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày 12 tháng 10, một nam thanh niên say xỉn thuê xe ôm đi lên cầu Trương Dương Hà Nội rồi bất ngờ trèo lên lan can cầu nhảy xuống sông Hồng. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt phối hợp cùng đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông và cấp cứu 115 triển khai các phương án cứu trợ. Vụ việc thu hút sự quan tâm của rất đông người dân khiến giao thông qua cầu Trương Dương hướng từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên bị tắc nghẽn cục bộ. Sau khi dùng đèn pin và các thiết bị từ nhịp số 3 cầu Trương Dương chiếu xuống phía dưới tìm kiếm, nhận thấy nạn nhân không tử vong, lực lượng cứu hộ đã điều một xe chuyên dụng phòng cháy chữa cháy tới hiện trường vì khu vực phía lòng sông Hồng sát bãi giữa lau sậy um tùm, thuyền bè không thể tiếp cận nên lực lượng cứu hộ đã dùng dây đưa người xuống tiếp cận hiện trường, kéo thanh niên trên lên khu vực an toàn. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, công tác cứu hộ nạn nhân mới hoàn thành. Lực lượng chức năng thành công đưa nam thanh niên lên bờ trong tình trạng sức khỏe bình thường, chỉ bị xây sát nhẹ. Tại công an phường Trúc Tân Hoàn Kiếm, danh tính nam thanh niên được xác định là Đặng Minh Tê, sinh năm 1987 ở Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu xác định, anh Tê uống rượu say đi xe ôm qua cầu Trương Dương sang nhà người thân chơi. Khi đến nhịp cầu số 3, do không làm chủ bản thân nên đã trèo qua lan can cầu nhảy xuống dưới. Do vướng vào bãi lau sậy phía dưới nên may mắn thoát chết.